Đại Bồ Tát này nhiều đời bị trói buộc. Đại Bồ Tát này đã trụ thân sau cùng. Đại Bồ Tát này chưa trụ thân sau cùng. Đại Bồ Tát này đang ngồi tòa Bồ Đề nhiệm màu. Đại Bồ Tát này chưa ngồi tòa Bồ Đề nhiệm màu. Đại Bồ Tát này không có ma đến quấy nhiễu. Đại Bồ Tát này có ma đến quấy nhiễu. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đắc Phật nhãn thanh tịnh? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tâm Bồ Đề không gián đoạn, vào định kim cương dụ, đắc trí nhất thiết tướng, thành tựu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vô lượng vô biên công đức thủ thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc ấy thành tựu Phật nhãn giải thoát, không chướng không ngại. Các Đại Bồ Tát do đắc Phật nhãn thanh tịnh như vậy, vượt qua cảnh giới trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác, không gì chẳng thấy, không gì chẳng nghe, không gì chẳng biết, không gì chẳng hiểu rõ, đối với tất cả pháp thấy tất cả tướng. Xá Lợi Tử, như vậy là Đại Bồ Tát đắc Phật nhãn thanh tịnh. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì phải đắc Phật nhãn thanh tịnh. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc năm nhãn thanh tịnh, nên siêng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì sáu phép ba la mật đa như vậy, gồm thâu tất cả thiện pháp thanh tịnh, đó là thiện pháp của thanh văn, thiện pháp của độc giác, thiện pháp của Bồ Tát, thiện pháp của Như Lai. Xá Lợi Tử, nếu hỏi thẳng pháp nào có thể gồm thâu tất cả thiện pháp thì nên đáp ngay, đó là bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là mẹ sanh mẹ dưỡng của tất cả thiện pháp, có thể sanh ra và nuôi dưỡng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và năm nhãn, vân vân, vô lượng vô biên công đức thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc năm nhãn thanh tịnh như vậy thì nên học bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên học năm nhãn thanh tịnh như vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát luôn luôn học năm nhãn thanh tịnh như vậy thì nhất định chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 8.